Bài 17. Tìm miền xác định của bất phương trình sau. Trừ 5x cộng 3y lớn hơn trừ lớn hơn hoặc bằng trừ 12. Điều đầu tiên là ta chuyển cái dấu lớn hơn hoặc bằng của bất phương trình thành dấu bằng. Vậy ta ghi lại bất phương trình trừ 5x cộng 3y lớn hơn hoặc bằng trừ 12 và ta đổi nó thành dấu bằng. Và ta thấy ta đặt đó là phương trình 1 đi và ta thấy đây là phương trình đường thẳng có dạng AX cộng BI bằng C với A là trừ 5, B là 3 và C là trừ 12. Để vẽ đường thẳng thì ta cần tìm hai điểm và dễ dàng nhất là ta cho X bằng 0 rồi ta kiếm Y cho điểm thứ nhất. Vậy ta cho X bằng 0 thế vào phương trình 1 để kiếm Y ta được là trừ 5 x 0 cộng 3 Y bằng trừ 12. Trừ 5 nhân 0 là 0. Như vậy phương trình tương đương với 3y bằng trừ 12. Và chia hai vế của phương trình cho 3. Vậy phương trình tương đương với y bằng trừ 4. Điểm đầu tiên ta có, ta đặt là điểm A với x bằng 0, y bằng trừ 4. Và kế đến ta tìm điểm thứ hai Ta cho y bằng 0. Thế vào phương trình 1 để kiếm x. Vậy thế vào ta được. Y bằng 0 nha, ta được là trừ 5x cộng cho 3 x 0 bằng trừ 12. 3 x 0 là 0, như vậy phương trình tương đương với trừ 5x bằng trừ 12 và chia hai vế của phương trình cho trừ 5, ta được là x bằng 12 phần 5. Vậy điểm thứ hai ta đặt là điểm B, có x bằng 12 phần 5 và y bằng 0. Và ta có đã có hai điểm A và B, vậy ta vẽ được đường thẳng trừ 5x cộng 3y bằng trừ 12. Ta vẽ trên trục tọa độ như sau. Đây là trục tọa độ. Và ta vẽ điểm A trước. Có x bằng 0, y bằng trừ 4. Như vậy nó nằm ở phần âm của trục tung. 4 đơn vị. Và kế đến ta vẽ điểm B. Có tọa độ x bằng 12, phần 5 và y bằng 0. Vậy nó nằm ở phần dương của trục hoành là 12 phần 5 đơn vị ta có hai điểm A và B, nối lại ta sẽ có đường thẳng trừ 5x cộng 3y bằng trừ 12. Ở đây ta vẽ đường thẳng liên tục. Tại sao ta vẽ đường thẳng liên tục? Vì đề bài nói là có lớn hơn hoặc bằng. Nên ta vẽ đường thẳng liên tục. Nghĩa là những điểm trên đường thẳng này là nghiệm của bất phương trình trừ 5x cộng 3y lớn hơn hoặc bằng trừ 12. Và cái đường thẳng này nó chia mặt phẳng thành hai nửa mặt phẳng một là phía bên tay trái và một là phía bên tay phải và ta không biết phía bên nào là nghiệm của bất phương trình mà đề bài cần hỏi mình vậy ta cần phải kiểm tra và xem xét lại như sau để tìm cái miền nghiệm của bất phương trình ta nên chọn cái điểm đơn giản và không nằm trên đường thẳng ở trên mặt phẳng này điểm nào là điểm đơn giản ta thấy điểm O là điểm đơn giản nhất vì có x bằng 0, y bằng 0 vậy ta chọn điểm O. Chọn điểm O. Ta dùng điểm O này để thế vào trừ 5x cộng 3y và ta so sánh với trừ 12. Nha. Ta ghi lại trừ 5x cộng 3y ta sẽ so sánh với trừ 12. Ta không để dấu ở đây vì ta chưa biết. Và ta thế điểm O vô. Vậy ta là ta được là trừ 5x nhân 0 cộng 3y nhân 0 so sánh với trừ 12. Trừ 5 nhân 0 là 0 cộng 3 nhân 0 là 0. 0 cộng 0 so sánh với trừ 12. 0 cộng 0 chắc chắn là lớn hơn trừ 12. Mình không nợ đồng nào. Tức là mình lớn hơn là mình nợ 12 đồng. Ha? Tức là lớn hơn trừ 12. Nghĩa là trừ 5 nhân 0 cộng với 3 nhân 0 lớn hơn trừ 12. Nghĩa là trừ 5x cộng 3y lớn hơn trừ 12. Như vậy, cái miền mà có điểm O mà ta vừa mới chọn để so sánh là cái miền trừ 5x cộng 3y lớn hơn trừ 12. Còn cái miền ngược lại bên kia là trừ 5x cộng 3y nhỏ hơn trừ 12. Đề bài muốn ta cái gì? Đề bài muốn ta là trừ 5x cộng 3y lớn hơn hoặc bằng, có dấu bằng, trừ 12. Nghĩa là ta lấy cái phần màu xanh lá cây ta tô là trừ 5x cộng 3y lớn hơn trừ 12. Cộng với cái đường thẳng này, cái đường thẳng này có dấu bằng, hai cái này cộng lại với nhau thì nó bằng trừ 5x cộng 3y lớn hơn hoặc bằng trừ 12 nha. Các bạn có hiểu không? Tức là các bạn lấy cái cái miền màu xanh lá cây cộng với cái đường thẳng này nè, đường thẳng thì nó bằng với cái nghiệm mà mình là trừ 5x cộng 3y lớn hơn hoặc bằng trừ 12. Vậy cái vùng mà tô màu xanh lá cây này với đường thẳng trừ 5x cộng 3y bằng trừ 12 nha là nghiệm của bất phương trình nha, là nghiệm của bất phương trình vậy đến đây ta đã giải xong bài số 17 và hẹn gặp lại các bạn bài kế tiếp cũng đừng quên chia sẻ với các bạn khác sang bài 18 tìm tìm miền xác định của bất phương trình sau 3x cộng 4y lớn hơn hoặc bằng 12 ở đây ta có dấu bằng luôn nha lớn hơn hoặc bằng vậy việc đầu tiên là ta cần chuyển hay là đổi cái dấu lớn hơn hoặc bằng của bất phương trình trên thành dấu bằng để ta vẽ nha. Và ta ghi lại bất phương trình là 3x cộng 4y lớn hơn hoặc bằng 12. Ta đổi cái dấu lớn hơn hoặc bằng thành dấu bằng và ta đặt nó là phương trình 1. Nhận xét ta thấy đây là phương trình đường thẳng có dạng ax cộng by bằng c. ax cộng by bằng c với a là 3 B là 4, C là 12. Để vẽ đường thẳng thì ta cần tìm hai điểm. Và để dễ dàng nhất là ta nên cho x bằng 0, rồi kiếm y cho điểm thứ nhất. Vậy ta cho x bằng 0. Thế x vào phương trình 1 để kiếm y, ta được là 3 x 0 cộng 4 y bằng 12. Vậy phương trình tương đương với 3 x 0 là 0, là 4y bằng 12 và chia hai vế của phương trình cho 4, ta được y bằng 3. Vậy điểm đầu tiên ta có là, ta đặt là điểm A với x bằng 0 và y bằng 3. Kế đến, ta cho y bằng 0 để ta tìm điểm thứ hai Ta cho y bằng 0 thế vào phương trình 1. Vậy ta được là 3x cộng 4 x 0 bằng 12 và 4 x 0 là 0. Vậy phương trình tương đương với 3x bằng 12 và chia hai vế của phương trình cho 3, ta được phương trình tương đương với x bằng 4. Vậy cái điểm thứ hai ta có là điểm ta đặt là điểm B với x bằng 4 và y bằng 0. Ta có hai điểm A và B, ta vẽ trên trục tọa độ. Đây là trục tọa độ từ trừ x cho đến x được gọi là trục hoành và từ trừ y cho đến y được gọi là trục tung. Hai trục này vuông góc với nhau và cách nhau tại điểm O có tọa độ là x bằng 0, y bằng 0. Và ta vẽ điểm A có tọa độ x bằng 0, y bằng 3. Vậy nó nằm ở phần dương của trục tung, 3 đơn vị. Và ta vẽ điểm B có tọa độ x bằng 4 và y bằng 0 nằm ở phần dương của trục hoành là 4 đơn vị. Và hai điểm này ta nối lại ta có đường thẳng y bằng xin lỗi, có đường thẳng 3x cộng 4y bằng 12. ta, ta vẽ đường thẳng liên tục nha, tại sao ta vẽ đường thẳng liên tục vì đề bài cho ta có dấu bằng ở đây cái đường thẳng liên tục nghĩa là những điểm nằm trên đường thẳng này là nghiệm của bất phương trình 3x cộng 4y lớn hơn hoặc bằng 12 và cái đường thẳng này nó chia mặt phẳng thành hai nửa mặt phẳng một bên trên và một bên dưới và ta phải xem coi cái nửa mặt phẳng nào là nghiệm của bất phương trình mà đề bài cho ta để tìm cái miền nghiệm của bất phương trình thì ta nên chọn cái điểm nào đơn giản không nằm trên đường thẳng để ta so sánh nha để ta so sánh vậy ta thấy điểm nào ta thấy điểm O đơn giản nhất vì điểm O có x bằng 0 y bằng 0 vậy chọn điểm O ta dùng điểm O này để ta so sánh ta thế vào cái 3x cộng 4y ta sẽ so sánh với 12 vậy ta ghi lại 3x cộng 4y ta sẽ so sánh với 12 ta thế điểm O có x bằng 0 và y bằng 0 vào ta được 3 nhân 0 cộng 4 nhân 0 so sánh với 12. Ta không có ghi dấu ở đây vì ta chưa biết. 3 nhân 0 là 0, cộng 4 nhân 0 là 0. Vậy 0 cộng với 0 ta sẽ so sánh với 12. Bắt đầu nhà so sánh nè. 0 cộng 0 là 0 chắc chắn nhỏ hơn 12. Nghĩa là 3 nhân 0 cộng 4 nhân 0 chắc chắn nhỏ hơn 12. Nghĩa là 3x cộng cho 4y chắc chắn nhỏ hơn 12 như vậy. Cái vùng mà có điểm O oh, mà ta vừa mới chọn để so sánh là cái vùng 3x cộng 4y nhỏ hơn 12. Còn cái vùng ngược lại là 3x cộng 4y lớn hơn 12. Đề bài muốn gì? Đề bài muốn ta tìm cái miền nghiệm là 3x cộng 4y lớn hơn hoặc bằng 12. Như vậy ta thấy 3x cộng 4y lớn hơn 12 là ta lấy cộng thêm cái đường thẳng 3x cộng 4y bằng 12 thì nó là nghiệm của 3x cộng 4y lớn hơn hoặc bằng 12 nha. Ở bên đây là lớn hơn cộng với bằng thì nó được là lớn hơn hoặc bằng nha. Vậy cái vùng mà tô màu xanh lá cây là cộng với cái đường thẳng 3x cộng 4y bằng 12 là nghiệm của bất phương trình 3x cộng 4y lớn hơn hoặc bằng 12. Vậy đến đây ta đã giải xong bài 18, hẹn gặp lại các bạn bài kế tiếp và cũng đừng quên chia sẻ với các bạn khác.